Được chị. Vâng. Nếu mà chị chạy gân đường thẳng thì lên được thêm một gân nữa khác. Nếu mà nhiều ấy. Còn con này kiểu gân kiểu gân hộp các thứ thì tiện. Trước cũng có mấy gân ở bên đấy nhưng mà dùng nó từ hồi mua là dùng mốt thôi. Vâng. Vừa rút giấy vừa làm thiết kế cũng tập trung một tí. Vâng. Cái kia thủ công thì chị phải cứ phải ngồi đọc.